Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự cộng đồng của hệ thống đài VTV Network tại thành phố Houston, tiểu bang Texas. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng tham dự chương trình phát quà những đồ dùng học tập quay trở lại mùa tụ trường của niên khóa năm 2021-2022 được Hội Alliance đứng ra tổ chức cùng các bảo trợ tại địa phương. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi với đài VTV chương trình được tổ chức vào ngày thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021 tại Sharp Town, Houston, Texas. Are you ready to go back to school? Yes. Okay, great. Welcome to our 14th year annual back to school program. For 14 years, guys, 14 years. Thank you. Today is our big annual 14th annual back to school event. Hôm nay là ngày hội quan trọng hàng năm và đây là lần thứ 14 tổ chức chương trình Back to School để trao tặng các dụng cụ học tập cho học sinh trong mùa tụ trường. Chúng tôi có khoảng hơn 100 thiện nguyện viên và những nhà bảo trợ cùng hợp tác, chia sẻ nhiều thông tin hữu ích mà chúng tôi có tại đây để phục vụ cộng đồng. Chúng tôi đã phục vụ cộng đồng chương trình này được 14 năm. Chúng tôi rất vui vì ít nhất 3.000 trẻ có thể nhận được những món đồ này và có thể con số nhiều hơn thế nữa. Và có sự ủng hộ chia sẻ từ rất nhiều người trong tổ chức của chúng tôi. Chúng tôi cũng có chương trình tiêm chủng cho các em miễn phí khi quay trở lại trường học và cả chương trình tiêm vaccine COVID. Song song bên cạnh đó còn có chương trình kiểm tra xét nghiệm, hy vọng các em được chích ngừa đầy đủ. Chúng tôi cũng có khẩu trang phát cho mọi người và hân hạnh Amazon là nhà tài trợ chính của chương trình này, cùng đồng hành với tổ chức của chúng tôi. Hôm nay Thiên An cùng hội sư tử Unity Lions Club và Unity for Youth đã có mặt tại Plaza America Mall để mà làm cái hội chợ thường niên cho các em trở lại tụ trường. Thì mỗi năm là tụi em sẽ cùng với những cộng đồng bạn để mà phát cặp táp và dụng cụ học tập cho các em miễn phí. Đồng thời là có những gian hàng họ đến, họ cho những cái thông tin trong xã hội giúp đỡ cho chúng ta. Chiều hôm qua đó có rất nhiều thiện nguyện viên đến chung tay để mà bỏ những cái dụng cụ học tập vô trong cái cặp, là hôm nay là đã lên được tới cái số là 5.000 cặp để mà phát ra. Rồi đồng thời đó là có những cái trò chơi có nhạc để mà linh động trong ngày hôm nay để cho các em có thể chuẩn bị trở về trường lại có một năm mới học được vui vẻ và tốt đẹp. The planning for this, actually start planning this in March because we have to order the backpacks. Thực sự mà nói, chương trình đã được bắt đầu từ tháng 3 vì cần đặt một số lượng hàng cặp cho các em nhỏ và cần phải mất 3 tháng để những món hàng này được chuyển đến. Và chúng tôi đã bắt đầu phân chia các dụng cụ học tập được chuẩn bị theo một quy trình nhiều thiện nguyện viên làm việc. Thực sự mà nói thì chương trình này mất từ 4 cho đến 5 tháng mới hoàn thành. Vừa rồi là những hình ảnh do nhóm phóng viên của đài VTV ghi nhận về chương trình Back to School cùng với tất cả các tổ chức thiện nguyện và các mạnh thường quân đứng ra bảo trợ để thành công một chương trình ý nghĩa trong cộng đồng của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham dự và theo dõi. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.